Giữa trận đấu giữa Long Hiệp và Adam Sony gì vậy? Một quả đúng không? Không, tại vì anh ba tụi nó hai à, cho nên là à, Hiệp chắc có được rồi. Hiệp có Long gánh rồi. Hiệp Long gánh rồi. Chọn đi. Đây. Đây, vô đi đi. Đây. Tận dụng đấy, chết giờ chúng tôi có ba đi em đến nhà về cái quên giáo bị nhắc thế. Thích em đấy à Đạt. Hai thằng nó yêu cái nhau thông thường suốt. Hai đối thủ biết đâu biết nhau quá quá rõ khó đá. Hết rồi. Nó yếu rồi, Adam nó yếu. Không, số 10 trái cũng là đường đường trái chứ. Ủa, okay. Ba lẹ quá. Tầm này. Đó, em quay rất rõ nha, okay. Sony. Cái gì up lên quay chậm lại. Ghê, quên. Đã đang mạnh nghe thằng này. Nhìn đây bao bao rồi. Giữ lại cho clip về học AB. Anh vẫn tin em. Đủ gì em gái nên nó quên rồi đó. Được luôn á. Vô ok. Lắc nhiều lắm. Rồi. Ok, để tao nói xong câu.
tin em. Được. Cân thì phải đá kiểu này, một kiểu. Nghe. Yeah. Thằng kia bỏ ông thái cái tá chứ gì. Làm người ta cứ tưởng đấy quấy quậy. Ơ gì? Quá 15 giây nha. 12 này. 12 này. Ok, tôi có nào đếm luôn kìa. Ok. Không có bằng chứng nên không biết được. Rồi đếm đi. Anh tin em. Rồi, ra.